Xin chào các khán giả của Gia Bảo Luxury, chúng ta đang quay trở lại với chuyên mục review đồng hồ. Và ngày hôm nay thì cái tên được nhắc đến trong video này đó là Franck Muller Vanguard Green Dragon King với mã hiệu là VR V 45 SC DT AC NR. Là một điểm sáng trong số ít những thương hiệu đồng hồ độc lập tại Thụy Sĩ, Franck Muller được biết đến bởi mang đến nhiều thiết kế vỏ sáng tạo cùng với nhiều tính năng phức tạp độc đáo. Có thể kể đến những cỗ máy đồng hồ có trong bộ sưu tập Crazy Hours, Secret Hours và chiếc Giga Tourbillon. Mặc dù có tiếng tăm riêng trong thị trường ngày nay, rất nhiều người đã đem so sánh Franck Muller với một đối thủ cạnh tranh đó là Richard Mille. Để thu hút được sự quan tâm của công chúng thì hãng đã tập trung vào xây dựng một loạt những mẫu đồng hồ có mức giá dễ tiếp cận, ví như là đồng hồ có trong bộ sưu tập Vanguard. Với hơn 30 mẫu đồng hồ khác nhau trên catalog hiện thời, bao gồm những cỗ máy chronograph bấm giờ, tourbillon chính xác cùng thiết kế skeleton nổi trội, thương hiệu Franck Muller đã đảm bảo rằng bạn muốn có gì thì Vanguard cũng đáp ứng được toàn bộ. Có lẽ dành cho những quý ông tuổi thìn hay những ai yêu thích vẻ đẹp của loài rồng thiêng liêng, thương hiệu Franck Muller đã giới thiệu tới công chúng thiết kế đồng hồ Vanguard Green Dragon King trong video ngày hôm nay với gam màu xanh lá bạc nổi bật. Thực tế, màu xanh lá của chiếc đồng hồ sẽ hiện lên rõ hơn khi có đủ ánh sáng chiếu tới, hoặc đơn giản hơn là bước chân ra đường và tay đeo thêm chiếc đồng hồ này. Nó được thiết kế dành cho những ai có cổ tay cỡ lớn. Chiếc đồng hồ với kích thước chiều dọc là 53mm và bề ngang là 43mm, nên nếu cổ tay quá nhỏ sẽ đeo không được đẹp, hoặc thậm chí là bị nuốt mất cổ tay. Đi kèm với mẫu đồng hồ này là dây đeo da cá sấu màu đen, một sự lựa chọn mang tính an toàn, đảm bảo tính thanh lịch cho cả chiếc đồng hồ. Bộ vỏ đồng hồ này đặc biệt sáng bóng, phần viền benzo đến càng nối dây như được tráng một lớp bạc có thể soi rõ hình ảnh ở phía đối diện, trong khi nắp đáy kín hoàn thiện sức mờ với sự có mặt của tên thương hiệu. Dragon King, tên chiếc đồng hồ hiện tại cũng được khắc bên dưới hình ảnh chú rồng uy mãnh được đặt tại chính giữa nắp đáy. Không khó để nhận ra tính có giới hạn của chiếc đồng hồ này khi mà nhà sản xuất để ngay dòng chữ Limited Edition tại đây. Theo đó, số lượng chiếc Franck Muller này có mặt trên toàn cầu là 188 chiếc, một con số mang lại sự may mắn trong văn hóa Á Đông và văn hóa Việt Nam nói riêng. Lấy hình ảnh con rồng làm chủ đề gây ấn tượng chính, Franck Muller không chỉ đặt ở mặt đáy mà hơn thế nữa, tại trung tâm mặt số, hình ảnh con rồng bạc đã chiếm phần lớn diện tích. Đầu rồng bắt đầu từ cọc 10 giờ và kéo dài tới phần đuôi, kết thúc tại góc 4 giờ đồng hồ. Con rồng được chế tác trong tông màu bạc nổi bật so với phần nền xanh thẫm bên dưới đã được chế tác đặc tả theo từng lớp vẩy, từng nhóm lông mềm mại mà vẫn uy vũ. Thực tế, có rất nhiều thương hiệu đã sử dụng hình ảnh con rồng trong những cỗ máy thời gian của hãng. Nổi bật trong số đó là hình ảnh con rồng được chạm khắc tinh xảo trên thiết kế đồng hồ Jacob & Co. Astronomia Flores Imperial Dragon. Không đơn thuần là bề mặt rồng, trong mẫu đồng hồ trên là hình ảnh con rồng được khắc họa cực kỳ chi tiết ở mọi khía cạnh nhưng trong kích thước mini. Do đó, công đoạn chế tác yêu cầu kỹ thuật cực cao. Thương hiệu Richard Mille với bộ vỏ Ternil hay được nhắc đến cùng với Franck Muller do có dáng vỏ tương tự cũng như từng tung ra model RM5703 Tourbillon lấy hai linh vật là rồng và phượng làm điểm nhấn. Tất cả những model có sử dụng hình ảnh con rồng kể trên đều thật sự rất đắt đỏ. Để không làm mất diện tích thể hiện hình con rồng, thương hiệu Franck Muller đã cắt bớt diện tích của những cọc chỉ giờ. Dù không xuất hiện đầy đủ, người đeo vẫn có thể dễ dàng quan sát thời gian trên chiếc đồng hồ này nhờ vào bộ kim đã được phủ màu đen và riêng kim dây có đầu kim màu đỏ. Tương tự các cọc chỉ giờ số Ả Rập ở bên ngoài, hai kim giờ và phút trung tâm cũng được phủ lên lớp phát quang có màu trắng, đảm bảo chức năng báo giờ, phút, giây cùng ở ô cửa sổ nhỏ. Hoạt động trên chiếc đồng hồ này là bộ máy tự động bên trong lớp vỏ đồng hồ. Không biết rằng những hình ảnh vừa rồi trong video ngày hôm nay có làm hài lòng các tín đồ yêu đồng hồ hay không? Đặc biệt là với mẫu đồng hồ ấn tượng như chiếc Franck Muller này. Hãy để lại comment ở bên dưới để thể hiện ý kiến của bạn với Gia Bảo Luxury nhé! Và đừng quên đồng hành với chúng tôi trong những video tiếp theo của chuyên mục review đồng hồ. Xin chào và hẹn gặp lại!